Năm động tác đơn giản giúp bạn sở hữu một gương mặt thon gọn. Xin chào, mình là Thu, là bác sĩ da liễu. Và hôm nay mình rất vui khi được chia sẻ với các bạn năm động tác này cực kỳ đơn giản, dễ làm, mọi người có thể tự làm được tại nhà và hàng ngày, sẽ giúp cho mình đánh tan cái nọng mỡ ở hàm cằm này và làm mềm mại đường viền hàm. Ok, chúng mình cùng bắt đầu nhé. Thời điểm thích hợp thực hiện những động tác này đấy là ngay sau khi mà mình skin care buổi tối, khi đó thì là mình sẽ tận dụng luôn những cái ma sát trượt của serum này, của kem dưỡng này để thao tác trên da. Điều đấy sẽ giúp cho da giúp thao tác được nhẹ nhàng hơn, dễ dàng hơn và giúp da được hấp thụ sâu những cái dưỡng chất từ kem dưỡng hay là các loại serum. Ok, và điều lưu ý thứ hai là khi mà bạn đang có mụn viêm này hay là có những cái vết thương hở trên da thì mình sẽ không làm nhá, mình sẽ tránh những cái vùng đấy ra. Động tác đầu tiên đấy là cái động tác đầu tiên này sẽ tác động vào cái phần cơ bám bám da cổ ở đây. Động tác này cực kỳ đơn giản, ai cũng có thể làm được và có thể làm bất cứ lúc nào để đánh bay cái nọng mỡ ở đây. Bạn sẽ vừa của là cao giữ khoảng 5 đến 10 giây. Động tác thứ hai, bạn sẽ nắm hai tay này, hình nắm đấm như thế này và sử dụng cái sẽ tiếp xúc là bốn ngón tay ở đây để vào phần cằm này, và miết vừa miết vừa kéo từ trong ra ngoài. Động tác thứ ba là chúng mình sẽ nắm tay này hình càng cua như thế này và đặt này, mình lấy mọi người thấy này, đặt này, hai ngón trỏ thì ở dưới và hai ngón giữa thì ở trên này, miết. Tất cả mọi động tác thì chúng mình đều sử dụng cái lực nhẹ để miết nhé. Động tác này là sẽ giúp cho đánh bay cái vùng mỡ ở má và cũng như là làm thư giãn cái phần cơ nhai ở hai bên. Động tác tiếp theo mình sẽ sử dụng là hai cái ngón trỏ này đặt vào hai cái phần giãn cười này. Động tác này sẽ làm mở giãn cười nhé và kéo lên. Các bạn nhớ là điểm cuối là cái phần thái dương của mình ý, chứ không phải là phần đuôi mắt đâu. Nếu mà mình thấy có nhiều bạn làm nhầm ý, là điểm kết thúc là phần đuôi mắt sẽ làm cho chúng ta bị nhăn mắt rất là nhiều. Đây là ví dụ như thế này này, đây mắt nhăn rất là nhiều, điều này không tốt, mình là chủ yếu đúng động tác này. Động tác thứ năm này thì rất là quen thuộc với những các bạn nào mà hay đi spa, khi mà chúng ta thư giãn hay là chúng ta được massage thì các chị kỹ thuật viên vẫn thường làm những cái động tác này để giúp nâng cơ cho chúng mình ạ. Thì chúng mình sẽ vòng một tay qua đầu này và một tay thì đẩy lên này. Đặt lại tương tự với bên kia. Kiên trì mỗi ngày 15 phút trong vòng một tháng thì các bạn sẽ thấy là cải thiện rõ rệt, nhất là cái phần hàm cằm của mình sẽ được cải thiện cực kỳ rõ rệt luôn, sẽ không còn tình trạng hai cằm nữa. Và mình cũng lưu ý một điều là để mà thon gọn tốt nhất, giảm mỡ tốt nhất thì vẫn là chế độ ăn uống hợp lý và vận động thể thao hợp lý. Những cái động tác như thế này sẽ giúp cho chúng mình nâng cơ và giúp cho thư giãn cái vùng cơ nhai ở hai góc hàm này, sẽ có một mặt mềm mại hơn. Có một việc là ở trên mạng mình thấy là có rất là nhiều bài tập sử dụng miệng, như là động tác chu môi này, thì mình theo đánh giá của mình không tốt vì xung quanh môi nó cũng phải cơ gọi là cơ vòng môi. Nếu mà mình cứ luyện tập rất là nhiều ấy thì lâu ngày sẽ có những cái nếp nhăn xung quanh vùng môi như thế này, nhìn rất là già nua. Mình sẽ để cái ảnh ở phía dưới này để cho các bạn có thể hình dung ra được cái cơ vòng môi và cái tình trạng mà sau khi mà mình cái cơ là quá khỏe và việc nhăn xung quanh môi thì như thế nào. Cảm ơn, xin gặp lại bạn trong những cái video tiếp theo. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì hãy like cho Thu và comment cho mình những cái chủ đề bạn quan tâm để mình có thể chia sẻ được nhiều kiến thức hơn đến các bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại.